Tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan Akira Nishino đang đứng trước áp lực rất lớn từ người hâm mộ bóng đá xứ sở Chầu Vàng với sự kỳ vọng lớn lao được đặt vào vị trí được ra từng tham dự World Cup. Nghịch lý nằm ở chỗ, ông thầy sinh năm 1955 lại phải bắt tay vào núi công việc khổng lồ một cách hoàn toàn đơn độc khi chưa chọn được trợ lý cho mình, điều hiếm khi xảy ra ở các nền bóng đá phát triển. Mỗi vị huấn luyện viên tài danh trên thế giới đều có một ekip trợ lý luôn đi cùng ở bất cứ nơi nào họ dừng chân. Ví dụ như Jose Mourinho có thể dễ dàng chỉ ra những cái tên quen thuộc trong đội ngũ của người đặc biệt như trợ lý Luis Faria, huấn luyện viên thủ môn Silvio Lauro, huấn luyện viên thể lực Carlos Lalin. Nếu một đội bóng muốn ký hợp đồng với Mourinho, họ thường sẽ phải làm điều tương tự với tất cả những nhân vật trên để tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho vị trí được giao người Bồ Đào Nha. Sự ăn ý và hiểu biết lẫn nhau giữa huấn luyện viên trưởng và những người cộng sự rất quan trọng trong bóng đá. Nhưng điều đó có vẻ không đúng lắm ở Đông Nam Á, nơi các đội tuyển thường chỉ quan tâm đến việc ngồi vào chiếc ghế nóng, rồi sau đó mới tính đến chuyện tiếp tục xây dựng đội ngũ huấn luyện. Dĩ nhiên, việc xây dựng ekip vẫn phụ thuộc chủ yếu vào ý muốn của huấn luyện viên trưởng. Điển hình như huấn luyện viên Park Hang-seo, ông lựa chọn người học trò cũ, bạn thân Lee Jong-jin làm trợ lý cho mình. Sự kết hợp này đem đến những thành công rực rỡ cho bóng đá Việt Nam. Ông Lee Jong-jin hiện tại còn đang là người dẫn dắt U23 Việt Nam sau khi đã thể hiện bản thân xuất sắc trong vai trò phụ tá cho thầy Park. Nhìn sang đội tuyển Thái Lan, huấn luyện viên Akira Nishino cũng đang cần một trợ lý xuất sắc như vậy trước những nhiệm vụ đầy thử thách mà FAT, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đặt ra. Nhưng có vẻ ý muốn của ông đang mâu thuẫn với các lãnh đạo của FAT. Trong khi phía Thái Lan gợi ý việc sử dụng trợ lý nội, thì Nishino chỉ muốn làm việc với những người đồng hương. Đó là mong muốn dễ hiểu khi những người sử dụng chung ngôn ngữ, tương đồng với phong cách làm việc, tất nhiên sẽ cộng tác với nhau hiệu quả hơn. Trợ lý của Nishino thời còn dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản vào đến vòng 2 World Cup là ông Hajime Murizasu, giờ đã trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nhật Bản. Tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan sẽ phải sử dụng mối quan hệ cá nhân và hiểu biết của mình để chọn ra cho mình một phụ tá đắc lực nhất. Nhưng thời gian thì không chờ đợi, Thái Lan sẽ bước vào trận đấu với Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5 tháng 9 và từ giờ đến thời điểm đó chỉ còn chưa đầy một tháng. Việc không có một ekip san sẻ gánh nặng đang khiến huấn luyện viên Nishino gặp rất nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị. Những phát ngôn mạnh miệng ban đầu của vị chiến lược gia người Nhật Bản không che giấu được một thực tế rằng ông đã thực sự gặp khó khăn ngay từ những bước đi đầu tiên. Làm quen với cách làm việc theo kiểu không giống ai tại một môi trường bóng đá được xem là vùng trũng của thế giới. Trên thực tế, mối lương duyên giữa đội tuyển Thái Lan và huấn luyện viên Akira Nishino đã trúc chắc ngay từ đầu. Việc FAT để lộ ra thông tin về việc cuộc đàm phán đã tiến hành với chiến lược gia người Nhật Bản khiến ông cảm thấy khó chịu và suýt chút nữa đã không thành. Hầu hết những cuộc đàm phán của hai bên đều xoay quanh mức lương mà Nishino sẽ nhận nếu dẫn dắt những chú voi chiến. Là một chiến lược gia tên tuổi từng dự Olympic lẫn World Cup, mức lương mà Nishino đòi hỏi dĩ nhiên không thể mức làng nhàng. Tuy nhiên, đẳng cấp và tham vọng của đội tuyển Thái Lan không bằng đội tuyển Nhật Bản nên chiến lược gia này cũng hiểu rằng không thể đòi hỏi mức thu nhập tương đương ở vị trí cũ. Nishino và những người đại diện từng bỏ dở cuộc đàm phán giữa chừng vì không hài lòng với đề xuất của phía Thái Lan. Cuối cùng, có số được chốt lại là 81.000 USD trên một tháng, khoảng 1 triệu USD một năm, kỷ lục của bóng đá Thái Lan. Với tham vọng trước mắt là chuất ngôi đội tuyển Việt Nam tại Đông Nam Á và xa hơn là góp mặt tại World Cup, người Thái quyết tâm chơi lớn ở thương vụ Nishino. Nhưng đội chơi của họ dường như mới dừng lại ở chuyện tiền bạc. Sự cập dập trong việc lựa chọn cho vị huấn luyện viên trưởng một ekip làm việc cho thấy rõ ràng người Thái đang quan tâm đến việc tìm một ông thầy tiếng tăm hơn là chuyện ông thầy đó sẽ làm việc như thế nào. Sự yếu kém về quản lý và tầm nhìn hạn hẹp về chuyên môn là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó. Đáng tiếc, nó lại là căn bệnh chung của cả nền bóng đá Đông Nam Á chứ không riêng gì Thái Lan. Điều này dẫn đến việc các liên đoàn thường ở vào thế bị động khi đàm phán với những người đại diện cho các huấn luyện viên. Trở lại trường hợp của thầy Park, dù hiện tại vị huấn luyện viên người Hàn Quốc đã chứng minh được khả năng của mình, nhưng cần nhớ rằng ở thời điểm cách đây 2 năm, hồ sơ của ông gặp rất nhiều vấn đề với các tiêu chí được chọn ra bởi VFF. Vào thời điểm đó, VFF muốn có một vị huấn luyện viên biết tiếng Anh và không quá 60 tuổi. Ông Park sinh năm 1957 và không sử dụng được tiếng Anh. Gặp khó khăn trong việc tuyển chọn, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh
đã gia hạn việc chọn nhà cầm quân cho đội tuyển Việt Nam đến cuối tháng 10 2017. Nhưng chỉ đến ngày 29 tháng 9, báo Hàn Quốc đăng tải hình ảnh Phó Chủ tịch Tài chính Đoàn Nguyên Đức, Phó Chủ tịch chuyên môn Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký Lê Hoài Anh chụp cùng huấn luyện viên Park Hang-seo tại sân vận động Seoul từng tổ chức các trận đấu của World Cup 2002 và cũng chỉ mất một ngày để hoàn thành bản hợp đồng giữa thầy Park đến Việt Nam. Đứng sau bản hợp đồng này là Lee Jong-jun, siêu cò người Hàn Quốc sinh năm 1985, có mối quan hệ rất tốt với Hoàng Anh Gia Lai của Bồ Đức. Chính Lee Jong-jun là đạo diễn đưa Xuân Trường sang K-League thi đấu và cũng là người đưa ông Chung Ha-song sang làm giám đốc kỹ thuật cho Hoàng Anh Gia Lai. Khi biết PFF cần một chiến lược gia thay thế cho huấn luyện viên Hữu Thắng, Lee Jong-jun lập tức gửi hồ sơ của huấn luyện viên Park Hang-seo qua EMI và nhờ tầm ảnh hưởng của Bồ Đức với vai trò phó chủ tịch tài chính VFF, mọi thứ diễn ra rất nhanh sau đó. Chặng đường 2 năm qua của bóng đá Việt Nam là thuộc về lịch sử. Huấn luyện viên Park Hang-seo thành công rực rỡ và trở thành một biểu tượng trong mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Không thể phủ nhận rằng, sau nhiều năm tìm kiếm, thầy Park là đáp án hoàn hảo cho vị chiến lược gia nâng tầm đẳng cấp của bóng đá Việt Nam. Năng lực và cống hiến của thầy Park đã khiến người ta quên đi sự thiếu minh bạch trong quy trình tuyển chọn huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam cách đây 2 năm, khi những quyết định được đưa ra chóng vánh bởi sự can thiệp lớn từ ý muốn chủ quan cũng như mối quan hệ riêng. Về lâu dài, đó chắc chắn không phải là cách làm việc cùng một nền bóng đá phát triển.